cho em cảm giác một người mạnh mẽ chững chạc, nhưng hóa ra bấy lâu em đã lầm. Giờ đây em yếu đuối cho ai xem, vì anh vốn dĩ chẳng thèm để ý em buồn đã bao đêm. Giờ đây em có lẽ đã hiểu ra mọi thứ lâu nay anh vô tâm là vì anh đang thương nhớ ai. Đâu phải là em đúng không, đâu phải là em phải không, em tự lừa dối chính bản thân mình rằng anh vẫn như xưa. Có phải là em đã sai vì nhòe mắt nên em thấy ai ôm vai anh trên con đường mà xưa hai ta vì anh đang thương nhau.